Các em đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Nguyễn Thị Thiên Nương, cô phụ trách bộ môn vật lý lớp 7. Rất vui khi được đồng hành với các em trong bài học ngày hôm nay. Bài 15 chống ô nhiễm tiếng ồn. Ở bài này chúng ta có 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếng ồn ô nhiễm khi nào. Và nội dung thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếng ồn gây những tác hại như thế nào. Và nội dung thứ ba, chúng ta sẽ tìm hiểu những biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn. Để tìm hiểu những vấn đề này, các em cùng cô vào bài 15 chống ô nhiễm tiếng ồn. Ở bài này, chúng ta tìm hiểu phần đầu tiên, một la mã, nhận biết ô nhiễm tiếng ồn. Ở phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu những âm thanh nào là ô nhiễm. Các em cùng cô lắng nghe tiếng ồn đầu tiên nhé. No, I'm lost. Các em vừa quan sát hiện tượng sấm sét. Như vậy là tiếng sấm sét, các em thấy là nó to nhưng mà nó không kéo dài, không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động bình thường của con người. Cho nên tiếng sấm sét không được xem là ô nhiễm tiếng ồn. Các em cùng cô lắng nghe tiếng ồn thứ hai nhé. Xe nổ lớn, tiếng còi inh ỏi ngoài đường phố. Tiếng ồn này nó vừa to vừa kéo dài, như vậy nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động của những người ở trong khu vực gần này. Như vậy tiếng ồn này được xem là ô nhiễm. Các em cùng cô lắng nghe tiếng ồn thứ ba nhé. Vừa nghe tiếng máy cắt, tiếng máy khoan rất là to. Bây giờ chúng ta sẽ xét trường hợp sau đây. Máy khoan bê tông liên tục hoạt động cạnh nơi làm việc. Các em thấy là lúc này tiếng máy khoan chúng ta vừa nghe là to, mà bây giờ hoạt động liên tục như vậy là kéo dài. Như vậy ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cái người trực tiếp khoan này. Đồng thời các em quan sát nè. Alo, tôi không thể nghe được. Bạn có thể nói to hơn được không? Như vậy ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người này. Chính vì vậy trong trường hợp này, máy khoan bê tông liên tục hoạt động cạnh nơi làm việc được xem là ô nhiễm tiếng ồn. Và trường hợp tiếp theo là làm việc cạnh nhà máy xay thóc gạo. Thì các em biết là các cái máy mà xay thóc gạo thì tiếng ồn nó phát ra là to. Và khi xay thóc gạo thì kéo dài. Chính vì vậy mà ảnh hưởng đến sức khỏe của cái người trực tiếp xay máy. Đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cái người gần đó. Cho nên trong trường hợp này, tiếng ồn này cũng được xem là ô nhiễm. Và các em quan sát, trường hợp tiếp theo là họp chợ ồn ào ở gần lớp học. Lớp học thì cần sự yên tĩnh để cho cái hoạt động dạy và học được diễn ra tốt. Nhưng mà họp chợ ồn ào như vậy thì lúc này tiếng ồn này được xem là ô nhiễm. Từ những tiếng ồn mà chúng ta vừa tìm hiểu, chúng ta đi đến kết luận như sau. Tiếng ồn gây ô nhiễm là tiếng ồn to và kéo dài, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động bình thường của con người. Vậy thì khi tiếng ồn ô nhiễm xảy ra, nó sẽ gây ra những tác hại gì? Các em cùng cô tìm hiểu tiếp nhé. Khi tiếng ồn ô nhiễm thì nó sẽ gây ra tác hại là giảm thính lực, thậm chí là điếc tai. Các em lưu ý là khi chúng ta đeo tai phone, chúng ta nghe nhạc mà chúng ta nghe quá to trong một khoảng thời gian dài. Như vậy dễ dẫn đến giảm thính lực và đồng thời dẫn đến điếc tai. Ngoài ra tiếng ồn còn gây thêm gì nữa các em? Âm thanh ồn ào có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người cũng như đời sống của con người và môi trường xung quanh. Đây các em, tiếng máy xe nổ lớn hoặc là tiếng còi inh ỏi ngoài đường phố hoặc là tiếng máy khoan bê tông khoan liên tục hoặc là tiếng loa mở nhạc rất là to.
Thậm chí mà nhà ở gần sân bay thì tiếng của máy bay rất là lớn, như vậy ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động bình thường của con người. Ngoài ra, tiếng ồn ô nhiễm có thể gây tăng bệnh thần kinh và cao huyết áp đối với những người lớn tuổi. Bên cạnh đó, tiếng ồn còn làm suy nhược thần kinh, làm mất ngủ, giảm độ minh mẫn và giảm khả năng tập trung của con người. Tuy nhiên, tiếng ồn còn có thể ảnh hưởng đến các sinh vật biển nữa các em. Các em cùng cô quan sát nhé. Sound in water. But humans are increasingly polluting the ocean with noise, which is posing a threat to creatures from the smallest to the most majestic. Now we are facing environment. There are more than 50,000 container ships that sail every day around the world. Unlike many other threats to the ocean, noise pollution is invisible, which means it's often overlooked. But in 2000, whales talk to each other through a complex language of clicks and whistles. These sounds help them to navigate and communicate. Man-made noises like sonar. So this really helped understanding that this noise could have a detrimental effect. Since this incident, the use of sonar has been associated with a large number of whale strandings around the world. But while beached whales continue to grab the headlines, Michelle was keen to understand if other creatures were experiencing the same fate. Các em vừa quan sát là những cái tiếng ồn mà trên biển, như là tiếng ồn phát ra từ các cái tàu thuyền to và kéo dài, như vậy ảnh hưởng đến các cái sinh vật biển, ảnh hưởng rất là lớn, các em cũng vừa quan sát. Như vậy, đối với những tác hại như vậy thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn. Các em cùng cô vào phần 2 La Mã tìm hiểu biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn. Và ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu những biện pháp như sau. Biện pháp thứ nhất là treo biển báo cấm bóp còi tại những nơi gần bệnh viện hoặc là trường học. Các em biết là bệnh viện là nơi cần sự yên tĩnh cho các cái bệnh nhân nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe. Và trường học là những nơi mà cần sự yên tĩnh để việc học diễn ra. Như vậy, đối với những nơi bệnh viện và trường học thì cần phải treo biển cấm bóp còi. Và khi tham gia giao thông, các em đến những nơi gần trường học hoặc là bệnh viện thì các em không cần thiết, thì chúng ta nên hạn chế, không nên bóp còi. Biện pháp thứ hai là xây dựng tấm chắn hoặc là vách tường ngăn cách giữa khu dân cư với đường cao tốc. Ở đây là đường cao tốc, các em biết là những xe mà chạy trên đường cao tốc chạy với tốc độ lớn, như vậy âm thanh phát ra rất là to và lúc này có thể là âm thanh này có thể dẫn đến là ô nhiễm tiếng ồn. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải xây dựng các cái tấm chắn hoặc là vách tường ngăn cách giữa khu dân cư với đường cao tốc. Biện pháp thứ ba là chúng ta sẽ trồng nhiều cây xanh để phân tán âm trên đường truyền, có nghĩa là âm truyền đến gặp lá cây. Lá cây là mặt trắng, như vậy nó sẽ phản xạ âm theo hướng khác. Có thể là trồng cây xanh tại nơi công cộng hoặc là trồng cây xanh trong khuôn viên trường học, lúc này để làm cho phản xạ âm thanh ồn ào đi hướng khác. Biện pháp tiếp theo là biện pháp thứ tư, chúng ta sẽ sử dụng các cái vật liệu cách âm trong xây dựng như là cửa kính, vách tường dày và các cái vật liệu cách âm như là gạch, bê tông hoặc là gỗ. Các em quan sát thấy là ở đây